Sau hàng nhà đầu điện xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng một chiếc máy lọc không khí, cũng làm mưa làm gió trên thị trường máy lọc không khí của hãng Daikin. Đây là một cái con lọc không khí, anh em hay gọi là đồng hồ tròn hoặc là mắt trâu thì tùy mỗi người một cách gọi. Con máy thì bên em đã làm hình thức rồi, thức màu lên khá đẹp luôn ạ, màu nhũ ông ánh thôi nhé, ánh kim luôn, các bạn nhìn qua clip các bạn thấy đấy, làm hình thức khá là đẹp, trông rất bắt mắt. Từ trước đến sau thì đều long lanh cả, màu nhũ ánh kim các bạn, rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn trên clip sẽ thấy đấy, kim tuyến luôn, cực đẹp. Con này là ACK70, 75W các bạn nhé, có dùng cho phòng khoảng vào khoảng 50 đến 55 m² trở lại. Con máy có đồng hồ báo phần trăm độ ẩm, bên là báo bụi, bên báo mùi, em để số 1. Các cái tính năng trên máy thì công nghệ Eco, hẹn giờ, khóa trẻ em này các nhé. Rồi là nếu mà các bác không cái nút này các bác mà bấm thì nó sẽ thành tắt đèn nhé, còn nếu mà các bác giữ thì nó là khóa trẻ em. Chế độ là không khí bù ẩm này, các cái tốc độ, các tốc độ lọc không khí khác nhau. Đấy. Con này bên em đấu điện 220 sẵn rồi, màng lọc HEPA thì thay mới, màng HEPA thay mới các bác nhé. Đấy. Về phần màng lọc, con này có hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Bụi bẩn khi mà đi vào màng HEPA này sẽ phải đi qua hai cột lọc tĩnh điện này, qua hai cái khe này, thì tất cả các bụi sẽ được đốt ở hai thanh này. Đấy, đây là chỉ duy nhất cái model đồng hồ vuông này, đồng hồ tròn này và đồng hồ vuông có cái hai cột lọc tĩnh điện này thôi các bạn, còn sau này không máy nào có đâu. Đấy, thanh timer khử khuẩn, diệt mùi, diệt vi khuẩn nấm mốc. Đấy, duy nhất dòng này gọi là công nghệ lọc, màng lọc kép, hai màng lọc HEPA và màng lọc tĩnh điện. Đấy. Lấy hộ anh đây đấy, đấy anh để kia, lấy hộ, mở cửa ra. Đấy, lấy anh hai cái thùng đấy. Tiếp theo sang cái phần bình nước bù ẩm. Bên này là bình nước bù ẩm này con. Màng tạo ẩm còn rất là mới này. Một con Daikin công suất lớn ACK70, dùng cho phòng khoảng 50 đến 55 m². Hình thức thì đã được làm đẹp rồi. Giá cả con này em bán là 3,5 triệu. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Hình thức các bác nhìn trên clip rất là đẹp. Một con máy cũng rất đáng để mua đấy. Công nghệ màng lọc kép, điện đấu 220V, màng lọc thay mới của Daikin, giá 3,5 triệu. Khi tắt đi bật lại thì một lúc nó mới báo độ ẩm các bạn. Chờ một vài phút nhé, mình vừa tắt đi bật lại. Khá đẹp, em nhìn bản thân nhìn cũng thấy cái màu này làm rất là đẹp này. Đấy, đồ hôm nay rất là khô, 63%. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.